Mấy cái này thì chắc ở đâu ai cũng biết hết rồi nha. Tại vì cái nồi thông minh mà dành cho ẹt này á, thì ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà giá bên mình á, là luôn công thay là giá chỉ 1,8 triệu thôi nha mọi người. Trong khi đó anh em đi mua bộ bố nè, lá bố lá sắt thôi, lá bố lá sắt của cái bộ nồi thông minh này thôi, ở ngoài hãng bán 1,2 triệu mấy chục á, bữa mình có hỏi. Nhưng mà full một bộ nồi nè, chuồng heo của anh em thì giữ lại xài, chuồng heo có 150 á thì xài lại được nha đó. Còn chuồng heo 135 thì phải thay chuồng heo 150 thì mới xài cái bộ này vô được. Thì full một bộ nồi thông minh như vậy nè, đầy đủ luôn nè, lá bố lá sắt hai mặt nồi là anh em mua về là giá 1,6 triệu, mình bao ráp là giá là 1,8 triệu ha. Đây là cái nồi thường, thường thì nó có 4 lò xo ha, còn nồi thông minh thì nó chỉ có 3 cái lò xo thôi. Đây cho anh em coi, rất là dễ lắp đặt chứ không có gì khó hết đó. Còn cái này là tại vì chú cái chuồng heo của chú nó bị giọng rồi, cho nên chú thay cái chuồng heo chống giọng bên mình. Chuồng heo chống giọng bên mình đây, nó khác biệt là vậy. Bao cứng, xài tuổi thọ từ 50 đến 60 ngàn cây ha. Có lò xo bên trong nè. Còn cái nồi zin nè, cái chuồng heo này là chuồng heo chính hãng nè, rồi gia công lại nha. Còn đây là cái chuồng heo zin nè, nó giặt rồi, giặt rồi nè đó. Ha. Ha. Cái này mình đi tán lại cũng hết mấy trăm ngàn rồi, nhưng mà xài có 1-2 tháng là sẽ bị lại, cái adapter bị giọng rồi, tặc 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 đó. Cái nồi á, thì cái nồi này là nồi chống giọng, gắn vô rất là êm nha, vẫn giữ lại cái lông đền bên trong cùng nha, gắn như zin vậy thôi, không có chế cháo gì hết, không có đồ điếc gì hết nha. Gắn vô như zin. Cái bộ chuồng heo chống rung chống giật này nè, thay nhớt. Cái chuồng heo chống rung này á, bên mình bán là 850 ngàn đó. Rồi vậy thôi, gắn vô như zin chứ không có chế độ gì hết, và đồ bên mình toàn là đồ hãng anh em thấy không đó, toàn là đồ hãng thôi nha, chứ không phải là thay đồ tào lao vô cho mọi người. Mà tính giá đó ha, bố có nhiều loại bố nè, bố có nhiều loại bố rẻ, nhưng mà bố mình bên mình là bố hãng, đồ hãng, lò xo hãng, tất cả là của hãng, cho nên anh em yên tâm nè. Đồ Indonesia nha, nhập Indo nha đó. Còn cái chuồng heo này á, cái chuồng heo này á là nhập ở Việt Nam đây nè, hàng Việt Nam, Yamaha Việt Nam, nhưng mà được gia công lại bộ nồi chống rung rồi nè, được gia công lại cho anh em coi, đồ hãng nó khác, chống giọng đó. Có nghe mình chuyên sĩ lẻ ha, mình xài đồ hãng lúc nào nó cũng chuẩn hơn. Thì ví dụ như cái lỗi của nó là cái lỗi tán chết như vậy á ha, thì mình đã fit lại, mình fit lại, mình chêm lò xo để giảm chấn, nó giống như là cái bộ sên nhông dĩa vậy, nó có cái cao su giảm chấn, cái dĩa khi mà kéo lực lên á, nó có cao su nó giảm chấn lại thì cái độ bền nó sẽ cao hơn đó. Còn cái nồi zin nó bằng tán chết như vậy, tán chết như vậy thì chịu lực hết vô trong cái tán này, thì nó giặt chừng khoảng thời gian đâu, nó nhanh bị giọng, nó bị giọng là nó sụt xịt á, nó sụt xịt thì nó giọng thôi. Còn cái này nó có lò xo vô nè để giảm chấn lại nè, thì nó xài rất là bền ha đó, mà nó êm nữa. Đó, bên mình sẽ xếp hết như vậy, nguyên bộ anh em về chỉ ịnh ráp vô thôi, nó rất là dễ chứ không có gì khó khăn hết. Cái lông đền này nó nằm ngoài cùng để siết ốc lại là xong ha, không có gì đâu khó khăn. Đây không phải là đồ độ chế mà thật sự á, đây là nó là hãng nó sản xuất ra
thật sự là nó cái dựa trên cái nền tảng cũ và phát triển mới, không thể nào mà người ta thay hết nguyên cái dàn cốt bộ nồi cho anh em đâu. Đó, động cơ nó là như vậy, nó chỉ cải tiến lên thôi, nó là công nghệ mới nhưng mà thật sự cải tiến trên cái nền tảng cũ. Đó, VVA R15V3 rồi AD155 đó. Thật sự ví dụ như nó ra được cái bộ van biến thiên, cam biến thiên, động cơ VVA là thay khác cái dàn đầu rồi. Rồi cái bộ nồi thông minh nè. Thì đó, giờ cái cục máy đó đưa qua bên exciter rồi giảm lại cái dàn điện. Tại vì công suất của mô tô khác cho nên cái người ta thiết kế cái dàn điện bét rồi cái họng xăng nó sẽ khác chút. Đó, còn đưa lại cái exciter thì người ta hãm lại một chút. Rồi lấy lúa một cái form mới ha, nhưng mà một cục máy không phải là mới, cục máy nó của R15V3 ịn qua. Đó, thay đổi một chút rồi lụm lúa thôi. Còn bây giờ thì những cái đời cũ như vậy mình vẫn thay thế được cái nồi thông minh qua. Đó. Tại vì người ta cải tiến lên thì giờ mình nâng cấp lên với cái giá bộ nồi này luôn công thay chỉ có 1,8 triệu à. Mình được bộ nồi thông minh rồi. Trong khi đó ví dụ như anh em cái nồi zin anh em á mà cháy lá côn lá sắt nó hư rồi đó. Thì anh em thay cái bộ nồi zin nó cũng cả 1 triệu bạc hơn rồi. Đúng không? Vậy tại sao mình không thêm tí xíu mình lên nồi thông minh chạy cho sướng, chống trượt ha. Đi nó êm ái, vô số nó nhẹ nhàng lắm ha. Alo alo. Dạ, ráp vô tới nè anh. Dạ, em nhận rồi anh. Anh đợi xíu em chuyển tiền lại cho. Bên Facebook đúng không anh? Ok. Dạ rồi. Em nghe anh Tấn ơi. Dạ, ok. Để em chuyển tiền. Dạ, ok. Bên của em không có hả? À? Nó đi chung cái đó mà. Người ta không có được. Rồi lấy cái lóc này đi, lấy lóc mới đi. Rồi xong cái đó là kiếm lại. Có lóc đi chung hết á. Có đủ bộ hết. Mấy cái này là mình đã xé ra rồi. Mình xé ra để mình gắn vô trong cái bộ này nè. Đó. Cái này dục để làm gì? Trong ơi quăng đầu 19 trong ơi. 19 hả? Ừ. Mẹ em mới mở đó. Ủa đâu mất cái chốt. Bộ nào nó cũng có cái khoe đó mà. Bộ nào cũng sẽ có một cái này để nó chịu cái ấy lại mình bắn ốc vô thôi, tí kiếm lại cái khoe đó. Alo.
Santico. Dạ dạ. Sau đó anh em lấy cái vít nên đóng cái khoe đó cho nó cong lên chút để mà nó giữ lại cái ấy thôi. Đó. Nó giữ lại con ốc thôi. Rồi. Nhích tí xíu nữa. Rồi, được rồi đó. Để lóc kê con ốc lại thôi. Ủa còn một cái khoe đâu ta? Lại đâu mất hết cái. Tí em coi trong cái bịch á, tại cái nào nó cũng bỏ vô đủ mà. Mất cái khoe. Anh em mua lẻ về ráp nó cũng dễ lắm nha, không có gì đâu khó nha. Thì giá chỉ có là mình bán về tỉnh chỉ có 1,6 triệu thôi một bộ. 1,6 triệu một bộ thôi nha anh em. Nó bằng gần, nó chỉ mắc hơn cái nồi thường có mấy trăm ngàn. Nếu mà tính ra nguyên bộ mắc hơn nồi thường tí xíu à. Khoảng 200-300 ngàn. Nếu mình bên em ngoài hãng mua chắc nhiều khi á, cái nồi thông minh này mình bán còn rẻ hơn nồi thường ngoài hãng. Cho nên mình cảm thấy cái nào mà nó tốt thì mình mua ha. Để mà mình sử dụng. Đó. Chứ mình đừng có nghĩ là ra mua chợ mua đồ bố chợ đồ bố chợ nó ra bã nó hư hết lột dên xước lòng hết lộn xước đường cam đường nhớt á, tại vì bả bố mà đi theo đường nhớt lại xước hết nhớt nuôi dên nhớt nuôi vàng cam cò là nó xước hết đường nhông đường gì nó mòn nó hú hết. Đó là những cái bả bố không tốt nó ra bố nó hư hết nha. Chứ không phải anh em nghĩ bố nồi nó nằm bên không có đâu. Nè đây nè đại ca. Ta đưa đủ mà. Đó. Bố nồi nó phải ra. Nhớt á, nó có cái nhớt xe ga và nhớt xe số nó có cái bảo quản bố. Nó gọi là cái chống trượt đó. Đó, thì bố nó cũng phải ra ở một cái mức định nhất định của nó. Và bởi vậy cái nguyên vật liệu mà làm ra cái bố của hãng á, nó cho phép ở mức độ bao nhiêu cái lọc nhớt nó sẽ lọc được, còn mức độ còn lại thì nó sẽ làm nói chung là ảnh hưởng thấp nhất so với cái động cơ ha. Còn những cái bố mà bên ngoài chợ nó bán không được những cái tiêu chuẩn đó, chất vật liệu nó sẽ không bằng và độ chính xác không bao giờ bằng, cho nên cô nó cắt không có ngon. Đợi xíu. Côn nó cắt không có được ngon ha. Cho nên là anh em hai con thay nồi thông minh cùng lúc cùng màu luôn mới ghê. Cái này sao cùng màu luôn chú. Lợi hại thiệt. Rồi trả đây. Hai con cùng một màu luôn, lên thay bộ nồi thông minh luôn. Anh thay thêm cái danh dĩa nữa không? Dạ dạ. Trả tay 10. Em ngoài Đồng Nai chạy vô xa. Thiếu hả? À? Ờ khỏi. Bớt điện anh sang ngay lần trước á. Dạ. Em mới chạy vô được anh Mai. Quá. Út ơi, Út gửi cho anh một bộ sên nhông dĩa của Exciter 150 mà lấy sên 10 ly rồi lấy cho anh cái dĩa sâu cộng 2 á. Anh có màu vàng với màu đen, màu silver, lấy màu nào cái dĩa? Dạ. Ok anh. Silver là màu xám anh, nó giống như xám xám bạc bạc, giống như cái ốp nhôm vậy đó. À,
còn màu silver không Út? Coi có màu gì báo anh hai nha. Dễ sao cộng 2. Còn bạc là lấy bạc, là lấy silver. Còn nếu không có silver là lấy màu đen. Còn nếu mà không có màu đen thì lấy màu vàng cũng được. Ok ok. Tại cái dĩa cộng 2 nó bán chạy lắm. Nhất là mấy cái xe ẹt người ta hay mở tua á. Mở tua lên chạy đâu có nổi. Phải lên dĩa mới chạy nổi. Không thôi là số 5 chạy không nổi. Không hết ra được. Dạ. Thì ưu tiên em có nói rồi, ưu tiên màu silver, không có silver lấy màu đen, không có đen lấy màu vàng. Mà màu vàng bên em là màu vàng anode, anodai á. Cho nên là nó cái màu nó đẹp lắm, màu nó tự nhiên lắm chứ không phải như cái màu nhuộm đâu. Cái màu nhuộm nhìn nó thô lắm. Mà nó màu chóc lắm, còn này đi không chóc đâu. Bao anh không bao giờ chóc. Đó, chuồng heo đây. Nè, giặt cái chuồng heo cho khách coi. Đó. Rờ. Lắc. Nóng. Nóng à. Rồi, quay qua đây. Đó. Đây là được tán hết nè, đó. Thì nó cứng như vậy mà nó giặt á, cái máy nó giặt á, nó giặt thì riết nó bị mấy cái chỗ tán là sẽ bị lỏng thôi. Là bình thường. Còn cái chuồng heo của bên mình nè. Đó. Ở sau được gia công lại là chêm lò xo vô thì nó bị giảm chấn. Nó giảm chấn giống như là cái độ chịu giống như là cao su đùm vậy đó. Đó thì nó bền hơn rất là nhiều mà nó không bị giọng. Rất là bền. Tăng dây côn rồi lên em. Bộ dây côn bên kia. Đó, thở ra đẹp không? Cái bộ nồi truyền thống á là nó được cái lò xo nó nặng, nó ép. Cái lò xo càng nặng á, nó đẩy càng mạnh thì cái nồi nó càng bắt. Nhưng cái nồi thông minh á thì nó không cần tới cái độ ép nhiều như vậy mà nó là cái độ tì của cái mặt trong. Cái mặt nồi trong và cái mặt nồi ngoài nó có một cái ba cái cục mà nó xéo xéo nó tì vô. Thì cái lực ép của lò xo chỉ là làm cái tì của cái mặt trong và mặt ngoài nó lóc kê lại. Đó, nó giống như cái nồi sâu của thằng tay gai đó. Lóc kê hai mặt nó xéo vô, nó xiết vô. Thì nó không còn là cái lực đẩy nữa của lò xo nữa mà cái là đẩy xiết giữa cái tì của mặt nồi trước và mặt nồi sau cho nên nó sẽ bắt hơn rất là nhiều. Đó, và khi mình nhồi số về á thì cái chỗ tì xiết vô đó thì mình nhồi số về thì nó tuột lại, tặc lại, nó giảm, gọi là nó giảm nó gọi là nồi chống trượt là vậy. Nó giảm không cho siết cái nó bắt cái bánh sau. Nó còn cho siết cái nồi bắt lại. À, nó tuột để mà nó giảm cái lực của cái lực siết của động cơ về cái bánh sau. Nó không bị trượt bánh, nó rất là êm. Tại sao con Ninja 400 nó được trang bị cái nồi thông minh, những cái xe đời mới giờ toàn trang bị nồi thông minh, nồi chống trượt để nó hiệu quả hơn trong cái những cái tình huống gấp. Cái này là của nó bên nó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Alo alo. Alo. Dạ dạ, em nghe anh. Dạ, anh chạy qua đi. Anh chạy qua ngay khu chung cư Him Lam á, ngay cầu Him Lam anh, khu chung cư Sơn. Alo alo. Dạ đúng rồi, sao mà. Đồ nó mắc lắm á anh ơi. Anh suy nghĩ nha. Dạ, đồ zin mà đồ như mới mắc lắm. Dạ, dạ không có rẻ. Cái bình xăng á anh. Cái bình xăng của nó em để cho anh là tại bình xăng nó phải đi ốp bình xăng ở trên. Em để
đó thì em để cho anh 8 triệu. Còn cái vàng đuôi sau chắc không nổi đâu, vàng đuôi sau phải mười mấy củ lần. Dạ. À, anh muốn giờ anh muốn mua thùng xăng không đúng không? Thùng xăng với cái áo thùng xăng. Vậy em bán cái thùng xăng cho 2-3. Ví dụ như anh lấy nguyên cái vàng đít sau là lấy nguyên vàng đít sau, còn cái thùng xăng nó phải đi với cái áo thùng xăng. Dạ. Chứ cái áo thùng xăng đó anh ốp sao anh ốp được lên cái thùng xăng của anh? Sao ốp lên được? Nó ngàm của nó hết rồi. Dạ. Đó, anh em chịu lá bố bơm nhớt vô, bơm nhớt hai mặt vô. À đúng rồi, phải kỹ kỹ với bơm. À, bơm nhớt hai mặt là được, không có bị cháy bố. Thật sự ngâm nhớt thì cũng kỹ quá thôi, chứ còn thật sự đã bơm nhớt trên cái mặt bố là được rồi à, để cho nó không có bị ma sát, mà khi nó khô cái bơm nhớt nó chưa có bơm nuôi cái bộ lá bố được, mà nó khô như vậy nó sẽ bị cháy bố đó, cho nên là mình sẽ bơm nhớt trước, tí tăng sên cho khách luôn nha. Giờ mình cắt một clip cái xong mình làm xong mình cho khách chạy coi độ hài lòng của khách như thế nào nha.